hai vợ chồng là ở riêng ở chỗ kia rồi gì? Vâng ạ. Bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ con là 84 ạ. 84. Vâng. Mà hai vợ chồng chưa có cháu à? Chưa ạ. Lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Lấy từ năm 22 ạ. 22. Mà ông đã cất công xuống tận nhà cô Thụy để xem rồi. Vâng. Hai vợ chồng đã đi khám, bạn ngồi sang bên này đi ạ. Hai vợ chồng đã đi khám đi học chưa? Có rồi ạ. Thì người ta kết luận như thế nào? Còn có yếu ạ. Yếu à? Vâng. Yếu nhưng vẫn có gì? Có ạ. Thế người ta có dùng biện pháp sàng lọc gì không? Có. Thôi không phải nước thôi chứ. Không có sàng lọc được cái gì không? Con có làm nhưng mà mỗi lần làm là đầu tiên là con là có vấn đề. Là xuất huyết là gần tức gần xong ạ. Từ trước khi làm là có chuyện ạ? Chưa, gần để lấy trứng của vợ là bắt đầu là xảy ra. Là xảy ra chuyện. Vâng, sau đấy mà vợ sau 2 năm một con vào Việt Nam để làm từ Trung Quốc thì vẫn không được thì vợ con lại đến mức một trường phôi lại xảy ra. Tức là cứ trước khi chuẩn bị làm thì nó có chuyện xảy ra, ngăn cản. Và tức là đi khám thì cái trường hợp của bạn là vẫn có thể có, đúng không ạ? Dạ. Vẫn có thể có nhưng mà nó cũng có những cái cản trở gì. Vâng. Ừ. Thế còn xuống nghe cô Thụy, cô có xem là nói được các cái vấn đề gì? Vâng. Ừ. Cô bảo là bố con đang bị tác động mạnh. Rồi bây giờ để tôi kiểm tra nhé. Dạ. Đất này nhà mình ở lâu chưa chú? Bên kia thì ở lâu rồi mà sang này là từ năm 2015. Tức là đất ở đây thằng là 25 là cô chú là người khai hoang ở đây chứ không phải là từ đời trước ấy ạ. Rồi. Cô chú mua về đây à? Cô phá thai đây này. Như này có lẽ là do tâm linh cho nên là nếu mà tôi xử lý xong cái là phá thai nam này. Nên mấy cây nó lên rồi, báo thai rồi. Thai nam chắc chắn rồi, năm nay luôn đấy. Rồi tôi sẽ xử lý tâm linh giúp cho các bạn nhé, giúp gia đình. Ồ, đại hỉ đây này. Đúng là do tâm linh rồi. Thế là bao nhiêu năm mà chưa có? Bước sang năm 13 rồi. 13 rồi. Bước sang năm thứ 13. Nhưng mà đây là phải chi phí rồi. Chi phí làm 3 đợt đấy. 3 đợt. Đây nó phá đây này. Nó phá đây, đây có cái thần nữ. Ở đây có cái thần nữ. Thần nữ như thế này thì bạn cũng bị tác động mà bố bạn cũng bị tác động. Đây là thuộc xã gì nhỉ? Đây thuộc bãi Chành. Bãi Chành ạ. Bãi Chành nhỉ? Bãi Chành ạ. Chành nhỉ? Vâng. Bãi Chành Như Xuân nhỉ? Dạ. Thế đây nó xa giáp với lại Nghĩa Đàn nhà. Giáp với Nghĩa Đàn rồi nhỉ? Vâng. Lịch sử thì ở đây là trước là Xuân Bình. Vâng. Xa xưa là Quảng Dạ. Vâng. Quảng Dạ sau đấy đổi tên là Xuân Bình. Chú có biết cái lịch sử của cái đất chú đang ở không? Đất đây thì ngày xưa đất là đất lâm nghiệp. Đất lâm nghiệp à? Vâng. Nhưng mà cái chỗ ven đường này trước đây nó có một cái chỗ này nó phải có cái quả đùi. Nhà bạn đang ở là ở trên quả đùi? Không ạ. Không ạ. Thế là phía ngoài đường này có cái quả đùi nào nó người ta bàn đi không? Có là con làm đường đó. Thì là người ta bàn đi không? Không, thế này trước là có một bàn. Trước đường vào là bàn đúng không? Thì nó có một cái đường, cái quả đùi ạ. Cái mô quả đùi có một ít thôi. Một ít, vâng. Nó ở cái chết phải đây này. Chết phải đây này. Từ nhà nhìn ra là chết phải. Nó là cái cây này đây này. Tức là ở đất này ấy, trước đây ấy là có cái thời xa xưa ấy là người ta có chôn của lại. Có cái thần giữ của ở đây. Thần nữ giữ của. Có ai nhìn thấy nó bao giờ không? Thì có mấy năm là bà cô nhà con ở Quảng Ninh á về đây đang ngồi ở trên cái phòng đấy rồi nhìn xuống bảo có đứa bé này mặc đồ trắng ấy, đồ trắng ở đây. Vâng. À, thì trong tin nhắn bạn có nói là có bà cô không cô ở ở đây đang ở đây à? Mất rồi. Mất từ em bao giờ? Của mất từ bao giờ? 2022. Trước đây là cô ở đây cùng với ạ?
Dạ. Ở đây ngay bên đây. Ở đây là bên kia. Đi làm sau đấy là bà mất rồi, mất cái là đưa em. Đưa xuống dưới này. Em gái thì em gái giáp tôi là chị bị sức ép của công ty hai lần đấy. Được rồi, bây giờ xử lý tâm linh cái là các bạn tính chuyện con cái luôn thôi là nó sẽ thuận lợi nhá. Rồi cũng hơn 10 năm rồi, xong rồi tôi bắt xong rồi tôi sẽ xem cho các bạn xem là tháng nào thì nên bắt đầu nhá, nên tiến hành. Đây này, báo bố bạn này, đúng là báo hạn bố bạn đây này. Cô Thị bảo là bố con là đang có hạn với lại mẹ nhé. Đang báo hạn bố bạn này. Bố bạn là báo hạn. Hạn tử đấy chứ không phải hạn thường thôi. Dạ, con biết. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bắt hết tất cả các vong linh lang thang và một trinh nữ giữ của lên thiên đợi xét xử. Tác động vào những người đàn ông ở trong cái đất này, những người đàn ông thì bạn và bố bạn là người bị tác động. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Tức là cứ chuẩn bị tiến hành là xảy ra chuyện đúng không ạ? Rồi, được rồi. Lát tôi phải để cho bạn trận đồ bạn nằm cho tôi nhá. Phải để trận đồ bạn nằm chứ cơ địa của bạn nó hơi yếu. Đúng là cơ địa của bạn nó hơi yếu. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tháng nào các bạn nên làm nhá. Tháng này đang là tháng 3 âm lịch à? Vâng ạ. Tháng 3 chắc là không kịp rồi. Tháng 3 sang đây này. Tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch. Đây hoặc tháng 3 hoặc tháng 9 bên này. Con là tháng này đang theo đi học. Là sao? Vấn đề là vợ con đang có một cái nhiệm vụ trên công não ạ. Rồi, thế thì cái này chắc cũng phải đến kéo dài đến tháng 9 âm lịch. Đây này, cũng là cái tháng mà chi phí cái tiền khoản tiền lớn như này, trong cái chuyện con cái này nhá. Thì lát nữa tôi để cho cái trận đồ để cho các bạn, để giường các bạn nằm cho nó có sức khỏe nhá. Chú cho nó xem về tay trái của chú xem. Không sao, chú thực ra chú rất là khỏe, nhưng mà cái đợt vừa rồi là báo hạn ấy. Nhưng mà lúc nãy xem báo hạn đấy là do cái tâm linh ở đây nó gây ra, nhưng mà xử lý xong cái thì nó hết hạn luôn. Rồi, có cái bạn chịu khó nằm trận đồ với tôi nhé, thì đúng là bạn rất là yếu đấy, bạn rất là yếu sức khỏe. Rồi. Bây giờ thì các bạn là ở đâu? Dạ, con ở bên nhà. Góc đường trên này hả? Mà đây. Bây giờ là không làm nữa gì? Thả để... Tức là ngày xưa là mẹ con có nhà mà làm ở phía bên này. Tức là bố mẹ con ở dưới này. Làm xong là khi đó là thấy là tức là lưu lượng không có được. Xong mẹ con tình cờ là đi gặp một cái cụ hàng xóm ấy. Cũng nói là ngày xưa là có cái mộ. Thế thì ngày xưa đào lên là nó có một cái lớp gạch. Không, cái đó là sau này là bố con tình cờ bố con đào được đào xong là thế là lúc là con cố nội mà còn sống ấy có bảo là lấp lại để nói vậy thôi, con đến như vậy thôi. Ngồi đây. Bạn là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 6 chưa lấy vợ.
con mới lập rồi. À lập rồi à? Lập từ bao giờ? Trong tin nhắn này nó là chưa? Tức là đó là cái tin nhắn là cái lúc nó còn chưa lập được. À, quả nhiên may mắn rồi. Dạ. Thế là bây giờ vợ con ở trong kia, vợ trong kia đã có con chưa? Dạ con chưa. Chưa. Dạ. Lấy được bao nhiêu năm rồi? Con nó mới lấy được hơn một năm. Hơn một năm. Dạ. Mà chưa có bầu. Dạ. Rồi, bây giờ bạn tập trung để được kiểm tra nhé. Dạ. Vợ bạn sinh năm bao nhiêu? Vợ con sinh năm 90 ạ. Hai vợ chồng hơi khác nhau đây này. Thật ra thì cái chuyện bạn lập gia đình ấy nó cũng là một cái may mắn. Là một cái may mắn. Vì sao lại như thế? Vì thực ra trong con người bạn ấy nó có một cái bị một cái thần nữ ở đây nó theo, cho nên mọi sự của bạn nó không được thuận lợi đâu. Mọi sự không được thuận lợi đâu. Tính cách của bạn nó cũng thế đấy bạn, nó cứ thế nào ấy, nó không chuẩn tính đâu. Nó không chuẩn tính đâu. Mọi thứ nó không được chuẩn. Ở đây nó có một cái thần nữ. Một cái lại không tính. Đúng rồi, của. Cắm quạt to vào cái quạt to nó tồn. Không thấy của đâu cả. Không thấy của đâu cả. Thế bố bạn đâu? Bố con mất rồi. Mất từ bao giờ? Cách đây 4 năm rồi trước ạ. 4 năm về trước? Dạ. Năm 2007 bây giờ. Thế đào ở cái chỗ kia từ năm nào? Con chỉ nghe nói chắc có lẽ phải chắc là từ cái lúc tụi con chắc là còn rất nhỏ. Chắc khoảng 2 vài tuổi thôi. Tức là con cũng chỉ là nghe cái câu chuyện đó là bố mẹ nói chuyện với nhau. Xong là có nói là như vậy. Thì con cũng tức là hồi đó con tình cờ con được biết. Sau này khi mà con xem clip của thầy ấy, thì con cứ nghĩ là nó có thể là giống cái câu chuyện của mình. Xong rồi con mới nghe tin cho thầy. Thực ra thì đây như trong tin nhắn bạn nói thì đây nó là mộ tàu và có của ấy. Thì đây thì nó có thần nhưng nó lại không còn của đâu. Tức là không còn của. Mà cái lớp gạch đấy ngày xưa là bố bạn là người đào và lấp xuống à? Tức là con thì con thấy là bố kể là tức là làm tức là đào giống kiểu đào để lấp làm móng nhà hay làm cái gì á. Xong là thấy thì có nội con là có không có bắt lấp lại luôn, không đụng chạm hết mà con đó là cái câu chuyện là con nghe bố nói chuyện là vậy. Thì con nghĩ chắc khả năng là cũng không đụng chạm đấy gì hết. Không biết là có bị ai hay gì sợ đó biết có không? Ai đó đã lấy rồi nên không còn đâu. Bên thằng nhóm 3, cái cửa bên thằng nhóm 3 nhé. Bây giờ tôi cứ xử lý bắt cái thần này đi đã nhé. Xong bạn muốn hỏi gì thì bạn hỏi nhé. Có một cái điều nó hơi nặng nề ở chỗ là như này này. Dạ. Kể cả bạn mới lấy vợ nhưng tôi thấy thực ra cái ngay cả cái khuôn mặt của bạn. Dạ. Nhiều lúc không biết là vợ bạn có tâm sự với bạn không. Yeah. Nhưng nó sẽ có những cái lúc nó rất đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ là cái mệnh của bạn nó bị cái thần nữ ở đây nó theo. Nó hiện lên mặt rồi. Nó hiện lên mặt. Cho nên nó có những cái trạng thái đáng sợ chứ không phải đơn giản. Yeah. Và nó tạo ra cho vợ chồng một cái mâu thuẫn ấy, không đáng có. Có nhiều bữa thì cũng thấy rất bình thường. Có nhiều hôm thì cũng chẳng đâu tự nhiên có chuyện. Có chuyện. Nhưng mà tức là nó có một cái nó hiện lên khuôn mặt của bạn. Yeah. Nó hiện lên khuôn mặt của bạn. Tức là bạn bị hơi lâu và nặng. Thì mà sau này mai có nói thật, mai có tốt mới biết được đến thầy. Chứ nếu không có tốt thì chắc các con cũng chịu. Có đi hỏi thì giống thầy nói có thể nhiều người cũng người ta không thể làm được cái vấn đề chỗ này. Dạ.
nên là mày là cùng nhờ thầy. Tại vì là như này này, cái thông tin ấy, trên thông tin lá bài này này, nếu như mà không xử lý thì vợ chồng ly tán. Nếu không xử lý thì vợ chồng ly tán. Và thật ra hôm qua con cũng có trình bày với người thân ở đây, thực ra là chỗ này là ông nội ở đây, ông mất rồi xong là để lại các con, là mẹ con là sau này có thể là con ở đây, nhưng là con nói trước khi là con cũng xin ý kiến của mọi người, con nói thật sự là cái tin nhắn mà con gửi cho thầy ấy, là thầy cái lần sau ấy là đâu đó khoảng 2-3 lần sáng, thì lúc đó thật ra là vợ chồng con đang có vấn đề, là con rất là thấy đau đầu, con bảo là lúc yêu đương ấy thì hắn cũng giờ không đến đâu hết, giờ thì đến lấy được vợ rồi, tưởng là xong xuôi mọi chuyện rồi, mà cuối cùng nó lại cũng có thể là không ra gì nữa. Xong là có mời con thế mới bị gửi thầy, xong là vậy. Thế bây giờ thì như thế nào rồi? Thì bây giờ hai vợ chồng ấy bình thường nhưng rồi. nhưng mà cái hôm bữa là tự nhiên là gọi là không nghĩ được cái đường gì nó xa hơn à? Tưởng là nó cùng cực ấy hả? Ở đây nó có trạng thái có thể dẫn đến ly tán đấy bạn ạ. Dạ. Trạng thái dẫn ly tán. Thôi được rồi, bây giờ xử lý tâm linh đi cho nó yên ổn. Và các bạn như là thầy lấy cái vấn đề chỗ kia, tức lại là em sau vợ chồng có ở lại không, nhưng thấy mà cái đấy được vợ. rồi, thực ra bây giờ như này tôi đang vừa giải thích cho bạn đấy. Dạ. Là cái trạng thái trong cái bản thân của bạn, dạ, cái nhiều khi nó không phải là bạn đâu. Nó tạo ra một cái trạng thái rất đáng sợ, tôi nói rồi. Nó ở trong người bạn mà. Nó sẽ phá cái người đối diện, phá người đối diện, và bạn sẽ tạo ra cho một cái trạng thái sợ khi người ta đối diện, người ta nhất là vợ bạn, người ta đối diện với bạn hiểu không ạ? Rồi bây giờ tôi xử lý, sau đó tôi sẽ kiểm tra thêm, tại vì đây chưa thấy báo thai gì cả, nhá, chưa thấy báo gì cả. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên đinh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết tất cả các vong linh lang thang và một trinh nữ giữ của lên thiên đợi xét xử. Thế bố mất vì lý do gì? Bố con là bị những kiểu là, nói chung là bố con tiệt sử là cũng rượu nhiều. Xong là kiểu là cơ thể nó bị suy kiệt. Dẫn đến cái là tức là lạc phổi một lần rồi đấy. Xong là lần thứ hai là không qua được. Bạn hơi nặng về âm đấy nhé bạn nhé. Bạn bị nhiễm hơi nặng như vậy. Lát nữa tôi phải để trận đồ cho bạn, bạn chịu khó lòng trận đồ. Nhưng mà ví dụ cái này có đem vào trong đem vào mang vào trong đấy, bạn mang vào trong nhé. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Thế trong đồng xoài đấy là mình mua đất chưa? Mua rồi gì? Bây giờ là làm dãy hay là làm nhà đấy? Con chưa làm nhà. Chưa. Nặng nề. Cái vấn đề con cái tôi sợ bạn bị nó tác động lâu và sâu là nó dẫn đến chuyện con cái khó khăn như vậy. Khó khăn chứ không phải đơn giản. Bạn bị tác động hơi lâu và sâu. Cái này để mà có thì bạn cần chịu khó nằm trận đồ của tôi. Nhưng chịu khó nằm trận đồ chứ không mà con cái khó khăn đấy chứ. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Bây giờ tôi kiểm tra, bạn đưa tay tôi xem tay trái tôi xem. Tay trái. Tay nó hơi lạnh. Hơi lạnh. Đó, cho nên là nhiễm âm nặng. Bạn chỉ chịu khó nằm trận đồ của tôi thì sẽ có một con trai và con gái trên này đến nhé. Cái bàn tay này sẽ có một con trai. Thì bạn phải chịu khó nằm trận đồ của tôi. Thì còn lại bây giờ bạn muốn hỏi gì thì tôi trả lời. Về vấn đề con cái thì tôi nhìn vào cái tay này thôi. Và vừa nãy nó hiện lên cho đầu trời. Vâng, thì nó hiện lên cái lá bài, thế thì bạn phải chịu khó năm trận đồ. Tại vì bạn bị nhiễm âm nặng cho nên ảnh hưởng chuyện con cái. Thế thì bạn muốn hỏi gì bạn ạ? Thì giống như trước cũng là con có xem một số cái gia đình ấy. Và thật sự không biết có phải là chỗ ban ngày điện thoại hay không, nhưng mà thực ra là con có
có một rất nhiều giấc mơ là có mơ người vẫn là người con gái nhưng mà không được đi mình sẽ mặc luôn đấy, chỉ là con người con gái ở đây. Dạ. Nó là người gái, tức là ở đây nếu như ngoài cái thần nữ đó thì còn còn có nó là thần nữ thôi, nhưng mà có còn cái gì khác nữa không? Không. Dạ. Không còn. Thế tới cho con hỏi thế cái chỗ về về gia tiên con có vấn đề gia tiên thì lát nữa bạn thắp hương để tôi triệu gia tiên về cho bạn. Dạ. Lát nữa bạn thắp hương để tôi triệu về là xong. Thế còn lại bạn muốn hỏi gì nữa không? Thôi được rồi, thế thì bây giờ cần tôi thì chỉ nhấn mạnh cho bạn vấn đề này. Thứ nhất là cái chuyện vợ chồng thì từ nay trở đi mọi sự nó sẽ yên, tại vì nó không tạo ra cái trạng thái xung đột giữa hai vợ chồng nữa. Tại vì cái xung đột này là xung đột vô lý và vô ý, không tự nhiên từ cái toàn chuyện bé nó xé ra to nhé bạn nhé. Thứ hai nữa là cái chuyện con cái thì bạn chịu khó, chuyện con cái bạn chịu khó, bạn nằm trận đồ tôi thì nó sẽ có kết quả. Dạ. Rồi. Bây giờ bạn vào bạn lên hương tôi để tôi triệu ra tiền là xong. Bạn muốn hỏi gì nữa? Tại vì con trước đây ấy, con thấy là có giống như bản thân có nội con ấy. Và có rất nhiều kiểu là con cái mắc trẻ vướng cái nó là ở đây. Dạ. Nó là ở đây. Dạ. Tại vì là cái thần ở đây này. Dạ. Cái đất này nó như bạn nói là cái gọi là cái chỗ chôn của ấy mà. Dạ. Thì nó có thần nó ngự từ rất lâu của Trung Quốc, thì nó ngự từ rất lâu. Dạ. Cho nên những người ở và ở đây chắc chắn phải động chạm vào, nó không phải chỉ riêng cái đời bố bạn đâu mà tôi nghĩ là chắc cái đời trước ấy nữa, đời mà bạn nói là ông cố bạn ấy là biết là bắt lấp vào đấy, thì chắc chắn phải có cái động chạm gì đấy, chắc chắn phải có động chạm gì đấy chứ không phải tự nhiên là bắt lấp lại đâu. Wow. Dạ. Thì thầy bảo là cô cũng có nhưng mà đồ mất rồi. Mất đồ rồi. Dạ. Thần thì có. Dạ. Thần thì có. Dạ. Cho nên nó gây ra trạng thái đó. Và ở đây nó không phải là do nghiệp của gia tiên mà đây nó là do thần trên đất. Dạ. Nhá bạn nhá. Được rồi. Bây giờ bạn vào bạn cho tác pháp hương cho các cụ. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi làm lại clip này để ghép thường xuyên vào các clip công việc, để nó là những cái lời thông báo, cảnh báo đến tất cả mọi người. Có các gạch đầu dòng như sau. Gạch đầu dòng thứ nhất đó là tôi chỉ làm việc qua Zalo số 0984133133. Các bạn có vấn đề gì thì các bạn trình bày cụ thể, chứ thời điểm này các bạn có nhắn tin bảo tôi xem cho thì tôi không có thời gian đâu. Các bạn trình bày cụ thể vấn đề nhà mình và tôi khi tôi đọc tin nhắn thì tôi sẽ trả lời và tôi xem xét xem có nhận lời hay không, chứ các bạn đừng nhắn tin theo kiểu thầy ơi thầy xem giúp con với thì tôi không trả lời đâu ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi không làm việc qua Facebook, không nhắn tin với ai qua Facebook, cho nên các bạn cẩn thận không bị lừa. Gạch đầu dòng thứ hai đó là bộ ấn lệnh trận đồ của tôi là dùng để cứu người, giúp người chứ không phải để mua bán, cho nên các bạn cẩn thận không bị các đối tượng ở trên mạng người ta lừa, nó bán cho các bạn một bộ trận đồ hoặc bộ ấn lệnh mấy triệu đồng rồi đến lúc các bạn quay ra các bạn lại chửi tôi là bán cái nọ bán cái kia. Tôi xin nhắc lại là như thế. Gạch đầu dòng thứ ba đó là các gia đình khi tôi đã nhận lời và tôi lên lịch, nếu như không đợi được lịch của tôi thì các bạn nhắn lại liên tục vào Zalo và nhắn lại số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản gửi lại tiền cho các bạn đã chuyển cho tôi. Gạch đầu dòng thứ tư đó là khi các gia đình làm việc với tôi thì tôi sẽ thống nhất một khoản chi phí. Khoản chi phí này vừa là để tôi xử lý tâm linh, vừa là tiền chi phí đi lại. Tất cả các gia đình, cho dù gần hay xa, từ ngoài Bắc hay vào trong Nam, dù hàng nghìn cây số hay là một vài cây số,
thì tiền chi phí là như nhau. Cái này tôi không khuyến, tức là tôi không thương thuyết, tôi không kêu gọi hay tôi không thuyết phục mọi người làm. Ai đồng ý thì làm, không đồng ý thì thôi. Cái này là tùy các bạn. Và vấn đề cuối cùng đó là tôi chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên tôi là Lương Chính Khang. Số tài khoản của ngân hàng BIDV số là 21 51 000 233 9954, hoặc là số mới nó sẽ là số rút gọn là 215 233 9954. Tôi chỉ dùng một số tài khoản duy nhất, chứ không có dùng số tài khoản của vợ hay là số tài khoản của học trò hay là của bất cứ một ai. Các bạn cẩn thận kẻo bị lừa. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.